Thì hôm nay tôi cũng tiếp tục quay lại câu chuyện của em hóng tạc. Một cái em mà YouTuber là cái anh giật 1.700 đô mà mấy những ngày vừa qua đó. Rồi em lên em đu theo cái trend của ông Sư Minh Tuệ để mà khóa lấp đi cái vụ 1.700 đô. Nhưng cái điều xin thưa quý vị là cái điều mà tôi cảm thấy rằng nó có những cái mà nó bi hài ở đây đó. Cái bản thân em nó cũng chẳng có sạch sẽ gì. Bản thân em nó thật sự nó cũng dạng dạng cái âm trì thôi, cũng dạng là cái ăn giật thôi, cũng là đầu đường xó chợ đi ăn cướp ăn giật của mạnh thường quân thôi, chứ bản thân em đâu phải là một trong những người mà nó tử tế đàng hoàng. Vậy mà em lên em phê bình, em lên em kể như là có những ngôn từ mà xin thưa quý vị nó không có phù hợp. Mình muốn đóng góp cho ai, muốn cho cái ý kiến của mình cho cộng đồng mạng để đủ cái sự thuyết phục để cho cộng đồng mạng người ta nghe đó, và người ta cỡ như là phải thể hiện một cái sự mà kính trọng với những cái đóng góp ý kiến của mình, thì bản thân mình phải sạch sẽ, bản thân mình cũng không thể có một cái tì vết nào trong những cái vấn đề mà cái như là tiền bạc của cộng đồng. Đằng này xin thưa quý vị nó lên mà tôi hỏi quý vị nó lên trên không gian mạng nó quyên góp ăn giật của người ta 1.700 đô một cách trắng trợn. Nó ăn cả cái xương máu của mạnh thường quân, ăn cả cái niềm đau nỗi khổ của những người nghèo. Vậy mà bây giờ nó lên nó vẫn còn là đánh đa đánh đập, nó nghĩ rằng chắc nó là một trong những người chắc là uy tín dở sợ đúng không quý vị. Nó nghĩ rằng chắc là bản thân của nó không có một cái tì vết nào. Bây giờ mày lại lên mà đu theo cái trend của ông sư Minh Tuệ rồi mà đứng mà phê bình mấy ông sư kia thì cao lắm, nó thật sự bản bản thân mấy ông sư kia là ba bốn nhưng mày tới 10 lần. Bản thân mấy ông sư kia đó thì tôi cũng nói thẳng cái quan điểm tôi luôn, có nghĩa rằng người ta vì cái tín ngưỡng tôn giáo cho người ta mới tới, người ta tới tận chùa người ta gọi là cái là dân cúng, phải gọi là dân cúng. Mà từ đâu người ta dân cúng? Từ cái vấn đề người ta tín ngưỡng, người ta tôn trọng cái tôn giáo của họ, người ta muốn là đóng góp một phần công sức tịnh tài tịnh vật để mà xây dựng cho một cái tôn giáo càng ngày nó càng lớn mạnh, nó càng ngày nó càng tươi đẹp hơn đúng không ạ. Nhưng mà cái vấn đề mà sử dụng sai về cái tịnh tài tịnh vật đó là do phụ thuộc vào tất cả các ông sư, phụ thuộc tất cả những người mà đang sử dụng những đồng tiền đó. Thì cái câu chuyện này nó thật sự câu chuyện đó là do thế này, khi mạnh thường quân tới hoặc là Phật tử tới người ta không có chỉ rằng là tôi cúng cho sư rồi sư phải làm từ thiện đúng không, cho nên ông sử dụng bất kỳ cái đồng tiền đó vào cái mục đích gì đó là phụ thuộc vào ông, chứ không thể chỉ trích ông được. Mà bản thân con hắn là mạnh thường quân tới là đưa tiền cho nó, dâng cho nó, cúng cho nó, chỉ định nó là dùng đồng tiền đó để mà đi xử lý cái việc ABC, dùng đồng tiền đó để mà đi giúp cho cái hoàn cảnh này nọ hoàn cảnh kia, thì nó lại không làm, nó lại ăn giật nó cướp một cách trắng trợn. Mà bây giờ mày lên đó, mày lên mày lại đưa mấy ông sư cái ra để mày cái như là mày chống cha chống chế. Ở luật pháp nào mà cho một con ăn giật như mày mà bây giờ mày lên mày thách thức cộng đồng, thách thức mạnh thường quân là đi kiện đi. Thế cũng chính từ vấn đề mà mày yêu cầu người ta kiện đi thì người ta cũng đã về, người ta cũng đã có những động thái rồi. Thì cái gì nó cũng từ từ chứ bộ mày, nó thật sự cái thời gian sống mà nó không còn được dài sao mày nôn dữ hãm tạc. Chẳng lẽ bây giờ con này cái thời gian sống nó không còn được dài quý vị, bây giờ nó lên gọi là nó nóng vội. Mày lên mà mày khịa bên này, mày nói chuyện ông sư Minh Tuệ là tao nói thật sự mày không có hiểu gì hết trơn trời, mày không có biết gì hết trơn trời. Đã vừa rồi tôi thấy rằng nó đem nguyên cả cái đoạn clip mà của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn lên để chia sẻ. Ông nói cái gì nó cũng gật đầu, dạ vâng à, dạ đúng à, dạ vâng à, đúng à, mày phải như vậy thôi chứ. Chẳng lẽ bây giờ mà mày bảo rằng mày không đúng mà mày lên mà chia sẻ. Có mọi cái mà bây giờ người ta bảo mà trả tiền lại cho người nghèo đó là mày bảo rằng không đúng thôi, là sai thôi. Chứ còn cái gì mày cũng là vâng là đúng hết trơn đó. Trời, mày lên mà chia sẻ một cái đề tài gì tao thấy tao nhìn nó cũng cũng chán phèo luôn. Cái thân của mình nó còn lầy lội chết bà nậu luôn mà cứ lên là cái ôm chuyện của người ta lên để chia sẻ. Thế mày thấy mà làm như vậy mày thấy mà có hổ thẹn không hắn?
Tôi nói thật sự quý vị, nếu mà một con người họ còn ở lương tri, còn ở đạo đức, còn một cái sự nhận thức và biết được cái thế nào là vinh là nhục đó, người ta còn biết được cái dây thần kinh cảm xúc mà như thế nào đó, xin thưa quý vị, người ta nhục lắm quý vị. Những ai như em hắn là nhục lắm. Tôi nói cha nuôi trọng súng kia nó dày mặt cỡ nào, tôi lên tôi nã miết trong vòng cả như là một năm trời, nó cũng phải chùng bước, nó cũng phải nhục mặt, nó nghĩ là một thời gian đó. Mà bây giờ cái con hóng này là một trong những con gọi là cái như là nhục nhục mà trường kỳ rồi. Nó bán mạch của nó bây giờ nó lì lì như là cái mạch rề xe lửa rồi. Nó lên nó mất đi cái sự dây cảm xúc của gì. Nó không còn biết đâu là vinh, đâu là nhục, miễn sao chỗ nào mà để nó gọi là nó lợi dụng, nó lừa đảo được là nó vô cái ban thờ. Mày lên không gian mạng bây giờ mày còn hỏi khán giả mày hôm nay ra cái xem thử Lâm có nói về ông Sư Minh Tuệ hay không. Lâm nói về ông Sư Minh Tuệ là nó thật sự nói là do mày, hiểu không? Nói để cho mày á, mày đừng có lợi dụng hình ảnh một ông sư để mày lên mày kiếm ăn, mày đừng có núp vào cái bóng của một ông sư để mày giật đi số tiền 1.700 đô của ba tánh. Đấy. Là người ta nói là nói ra để cho tất cả mọi người trên không gian mạng có một cái sự cảnh giác. Đấy. Chứ mắc gì mà Lâm phải nói gì ông Sư Minh Tuệ? Lâm chẳng qua là thông báo lên một thông điệp để gửi đến cho cộng đồng là tránh cái con hóng tặc ra, con hóng mà 360 độ ra. Vì con này nó có rất nhiều cái mưu mô xảo quyệt, nó là một trong những giống như dạng hồ ly tinh đó quý vị, dạng dạng và hồ ly chín đuôi đó. Bây giờ nó tu luyện rồi bắt đầu là đắc đạo thành người rồi, bây giờ nó ra bắt đầu là nó lừa gạt cộng đồng, lừa gạt ba tánh để mà lấy tiền của mạng thường quân đã bỏ vào túi riêng. Đấy. Chứ người ta mắc chi mà người ta nói lên nói Sư Minh Tuệ. Đó, người ta sợ cái bản thân của mày đó, mày đem câu chuyện ông Sư Minh Tuệ lên mà chia sẻ là ảnh hưởng đến ông Sư Minh Tuệ. Đấy. Bản thân mày thật sự cái về cái đạo đức, về tư cách mày không có, mà mày chia sẻ về câu chuyện ông Sư Minh Tuệ sẽ sinh ra vấn đề gì? Hiểu sai, hiểu lầm và hiểu lợn. Đấy. Người ta sẽ hiểu sai về ông Sư Minh Tuệ. Bản thân mày ít ra mày chia sẻ về ông Sư Minh Tuệ, mày phải có một chút là trí tuệ, một cái chút là liêm sĩ, một cái chút làm tự trọng, tự tôn bản thân, thì mày mới lên mà chia sẻ một cái vị mà một vị sư được, đúng không? Chứ còn tâm của mày đang mang tâm tà, tâm còn tham lam sân si vô độ, thì mày làm chi mà mày chia sẻ một câu chuyện về ông sư? Khi nào mà trả tiền lại cho người ta 1.700 đô, đấy là một trong những cái chứng ban đầu đó là mày học từ ông Sư Minh Tuệ, là mày kể như là mày bớt đi cái sự tham lam. Đấy. Nhưng đằng này mày vẫn còn tham lam, mày vẫn còn nhảy vô mày kiếm ăn cho mày được. Đấy. Rồi mày còn đi lừa đảo người ta. Mà bây giờ mày nghĩ sao mà cái thân của mày đó mày đi chia sẻ Sư Minh Tuệ hử hấp. Tôi nói đúng quý vị. Khi nào cái tâm của nó đó là nó không còn tham sân si thì nó mới nói người ta. Còn tâm của nó mà giật tiền của người ta giống như là đi ăn cướp tiền của người ta đó, mà bây giờ lên nói người ta thì nói làm sao? Hả? Mày nói người ta mày phải rờ lại cái ruột của mày chứ. Mày bảo rằng người ta thế này thế nọ thế kia thì bản thân của mày cũng phải là một người tử tế. Ai đâu mà lên mà thật sự quý vị, đáng lý ra đó ở cái câu chuyện này nó kết thúc từ lâu, nhưng mà do con này chung là nó cố đấm ăn xôi quý vị, nó lì đến mức mà ăn dịch của người ta, bây giờ cái kéo rơ thời gian để mà nó thật sự ra là cái mục đích của làm chi, để mà khóa lắp đi vụ 1.700 đô thôi. À, bây giờ nó lên nó lôi kéo bà con, lôi kéo khán giả để công kích vào những kênh này với một cái lý do đơn thuần mà nó nghĩ ra đó, phải gọi là lý do nó nghĩ ra là anh em bên này đang nói về ông Sư Minh Tuệ. À, mày phải hiểu là người ta nói như thế nào. À, cho nên tôi nói quý vị, một trong những cái con mà nó dốt về cái ngôn từ thì nó có những cái gọi nó phải suy diễn, dốt về ngôn từ cho nên nó phải suy diễn thôi. Chứ còn những người mà thật sự quý vị, người ta hiểu được đâu đúng đâu sai, những cái danh từ, những ngôn từ, những ngôn ngữ ra sao, tất cả mọi cái nó rành mạch thì không ai như con hóc. Mình là bản thân mình là một người phụ nữ, bản thân mình đi giật tiền của người nghèo giờ đỡ mình ăn trứng mặt trơn. Đó, rồi mình cảm thấy mình hạnh phúc không? Tại sao mà đi nói về ông Sư Minh Tuệ mà không học từ ổng một bất kỳ một cái điều tốt nào của ông hết trơn rồi vậy? Mày nói về Sư Minh Tuệ ít ra bản thân mày phải học được những cái điều tốt của Sư Minh Tuệ. Không tham lam nè, không sân si nè, không tà dâm nè, không trộm cướp nè,
mà thấy mày nó thật sự mỗi lần mày lên mày live stream đó, rồi mày ngồi mày bật cái hắn mà ra mà ngồi mà live stream cho mấy thằng như thằng Bình Trần Hưng Trần nó tức nó chết trời đấy. Mà bản thân mày là một con đàn bà đã có chồng đó, cũng may đó quý vị, cũng may mà từ lúc tôi phát hiện cái sự việc mà nó ghê gớm như vậy đó, tôi lên tôi nói rồi nó mới chịu khép cái hắn lại đó. Chứ còn không thật sự quý vị là nó đưa ra nó quảng cáo cho cả thế giới cùng biết. Đấy là một trong những cái hiện tượng tà dâm. Đúng không? Đấy mới dâm mới nó thật sự mới lên cộng đồng mạng mới khoe hàng cho người ta chứ. Chứ còn không có dâm dục thì làm gì cái câu chuyện mà lên mà khoe như vậy. Nó mất đi cái giá trị của người phụ nữ, mất đi cái hình ảnh của thuần phong mỹ tục. Đấy. Nó lên mà nó mặc cái quần đùi, mặc quần ngắn mà nó ngồi nó chành bành ra thế, tôi hỏi quý bà con có chết thiên hạ hay không? Nhiều lúc con cháu chúng ta nó nhìn vô xem những cái phim phản cảm nữa. Đấy. Và từ đó, từ lúc tôi nói đó là nó mới chịu là coi như là khép lại cái gọi là cái vùng mà nguy hiểm. Đấy không? Chứ tôi mà thật sự lúc đó tôi không tôi lên tôi nói đó là bây giờ nó lên nó cũng chành bạch vậy thôi. Đấy. Cái gì mình đã nói thì nói thẳng nói thật cho chẳng có ngán cái gì cả. Đấy. Có không? Mày vẫn lên từng lên mạng mà ngồi chành bạch ra đó, mày live stream, mày để cho thằng Bình Trần, thằng Hương Trần mà nó nhìn vô cho nó bảo vệ mày đó. Đấy. Cũng chính từ vấn đề mà ngồi mà live stream kiểu mất nết vậy cho nhiều cái thằng già nó vô đó đỡ kiếm ăn đấy. Đấy. Nhiều cái thằng mà đáng tuổi cha mày nó vẫn còn lên gọi mày một tiếng là em, trời ơi xưng anh gọi em. Một trong những ngôn từ mà xưng hô quý vị, nó sai so với là cái gọi là cái luân thường đạo lý rồi. Đấy. Mà mình lên mình nói vậy nó tôi xin phép người này người kia, mày xin phép cho cộng đồng mạng người ta nó thật sự rất thấy rất phản cảm. Đáng gì mày gọi nói đáng cha gọi cha, đáng chú đáng anh gọi anh, thì cộng đồng mạng người ta nói con này dù sao nó cũng sinh ra trong một cái gia đình có văn hóa, nó không thể mà lợi dụng về cái ngôn thứ để mà nó có những cái chiêu trò. Tôi nói chỉ có gái làng chơi là nó không còn phân biệt ngôn thứ thôi. Chứ còn những người xin thưa quý vị, những người mà họ đàng hoàng tử tế mà chính chuyên đó, không ai mà thật sự mà lậm ngôn lậm đồ về cái ngôn thứ. Con này chung nó quá lậm ngôn về cái ngôn thứ cho nên vì sao tôi so sánh một cái là rất thực tế, có nghĩa rằng những bà con nào mà đã từng đi hát karaoke, tôi nói ở đây tôi nói một karaoke đơn thuần chứ không có nói là karaoke mà em út gì nghe đấy, mà những em mà vô đó thật sự nó vô nó tiếp bia thôi, vô rót bia thôi đó, đụng ai nó cũng kêu anh hết, đụng ai cũng kêu anh hết. Nó kêu bằng chú người ta đuổi ra vậy, nếu nếu mà tôi mà vô đấy gọi bằng chú một cái thâu con trai để cho chú ngồi một mình chú ngồi chú uống đấy không, nó được bia được rượu, chứ còn thấy con vô đây thì thật sự thấy cũng hơi căng đấy. Trời ơi mày vô mày gọi mà một cái ông già 70-80 tuổi bằng anh hết, mày đẻo bằng anh hết rồi, thấy cái nhân cách của mày thấy tào lao rồi đấy. Và đến bây giờ mày đem cái sự việc ông sư Minh Tuệ ra để mày câu like, mày đem cái sự việc ông sư Minh Tuệ ra để khóa lắp 1.700 đô, đạo đức mày ở đâu? Mày đâu có cái đạo đức, mày đâu có cái đạo hạnh nào mà thật sự để mày nói với ông sư Minh Tuệ. Câu chuyện mà mày chia sẻ với ông sư Minh Tuệ là nó sai từ đầu đến đuôi, sai từ A tới Z luôn. Nghĩa vì sao? Mày không phải là một người trong đạo, mày không phải là một người hiểu về đạo, mày chẳng phải là một người có cái đức độ để mà mày có một cái tầm quan sát nó rộng cho nên mày nói cái chi đó là thấy rằng cũng thật sự là cũng là dạng cái âm trì thôi đấy. Mày lên mà chia sẻ về một câu chuyện mà liên quan tới ông sư Minh Tuệ, mày mày nói sai tất cả mọi vấn đề từ một cái việc ông làm nhà nước rồi ông buông bỏ đi tu, có nghĩa rằng mày lên chia sẻ ông sư Minh Tuệ mà mày không hiểu rõ về ông là mày đang xúc phạm, mày đang phỉ báng nó nào. Đúng chưa? Đó, rồi mày bảo sao? Mày bảo sao mấy anh em bên này mà đi gọi là cái như là lợi dụng con nít người già để mà lên phát ngôn. Mày thấy cái kênh tao á với kênh Lâm là lợi dụng con nít nào, bà già nào, phụ nữ nào? Không, mày phải hiểu nè. Cái những người phụ nữ tao nói là những người phụ nữ mà xã hội người ta phải khinh, trong đó có mày. Đúng không? À. Những người phụ nữ tao moi ra là đều là có tì vết, những người đó là những cái loại cặn bã của xã hội, trong đó có mày.